Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 30 tháng 5, cả nước có 46 tỉnh thành phố ghi nhận trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Tại Hòa Bình đã có 5 huyện với 47 hộ chăn nuôi lợn tại 35 xóm khu dân cư, 36 xã phường ghi nhận nhiễm dịch tả lợn châu Phi, gồm các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, thành phố Hòa Bình, Lạc Thủy, Kỳ Sơn. Số lợn đã phải tiêu hủy là 1.456 con, trọng lượng trên 85 tấn. Một số huyện khác hiện đang theo dõi kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm. Để phòng chống với dịch tả lợn châu Phi, huyện Tân Lạc đã tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch. Trước mắt, huyện tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 24 ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn và thống nhất thực hiện 10 giải pháp cụ thể gồm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ, phát hiện sớm ổ dịch, không giấu dịch và cô lập, dập dịch toàn diện. Nếu có dịch xảy ra trên địa bàn, sẽ thực hiện công bố dịch và công bố hết dịch theo quy định. Công tác chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ ràng từng lĩnh vực trên từng địa bàn, gắn trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác phòng chống dịch bệnh, lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời, thống kê, rà soát, kiểm soát lợn mắc bệnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thực hiện hiệu quả năm tại chỗ gồm lực lượng tại chỗ, diễn tập tại chỗ, nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ, hậu cần tại chỗ, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh.